Qua ơn. Hầm trú ẩn. Đâu hầm trú ẩn đâu? Văn phòng tỉnh ủy. Là phải có cái Google quay. Được. Nào kìa. Đi đâu? Rồi. Dưới này có cá sấu nè bên. Ừ. Trước em cũng tưởng đâu cầu tre không, đi ra anh làng mới biết. Trên cầu xi măng. Bên gì dài vậy ta? Quay cho các bạn coi. Hàng khó đi vô lẹ nhiều chuyện gì vậy? Làm gì vậy? Cứ lại tâm sự gì nữa vậy? Bếp ăn tỉnh ủy. Đây là có gì vậy? Vô cái nhà kia hết hồn. Nhà kia có người vậy? Đâu nhà nào vậy? Trời, giật mình mày. Mày quay cái mặt tao, bị đi râu hả? Địch quá. Vô làm sao rồi đó hả? Không đi tiếp rồi. Đi tiếp đi. Bộ anh cầm cái này tao nè. Dẫn nó vô. Cầm hết hai cái luôn. Đi đẩy xe cho. Mốt nó ăn măng vô đây chặt nha. Hầm chú ở. Cái mày về cái mày hết rồi. Mở hầm coi có gì không đây. Anh dám mở, anh mở mày đi. Mày chó làm vậy. Không dám chui vô chui đi. Dám chui vô hầm cái này. Dở lên chui vô. Coi cái nắp nó đậy vậy. Ừ. Nắp chắc phải không? Hết hồn. Hết hồn. Có mấy nhà nhiều người lắm, có mấy nhà nhiều người lắm. Đậu sao nó nãy hết hồn luôn á. Đứng tìm thiệt luôn. Ừ. Em vô. Má nhìn gần gần đây vậy nó lớn sao mày. Nhìn chẳng như. Là đậu xanh đi ra đi. Ra đi ra đi. Rẻ em hết hồn á. Đi lãng ngoài cũng ra, nó vòng là ra luôn à. Ra ngoài luôn hả? Đi, đi với cái bọn lớp á, thì mấy vô đây được, còn đi với trường không đi đây. Có túi đây đúng không ạ? À? Ừ đúng rồi. Cái giả này. Ủa làm y chang người thiệt luôn. À cầm chú giả về làm kỷ niệm mày. Chú đồ ăn gì nè mày? Có đồ, chú giả luôn kìa. Tối đi tới nhà. Chú à, chú sáp. Có điện mà mày. Hả hả? Đậu không thấy ai nằm đây cái tên tiêu cô. Có ai không? Không. Hình quá không có ai hết. Có bạn nằm đây không? Nè, tao nói nhỏ nè. Ví dụ như mà mấy cái có mấy thằng thì cao tí mà chui nhà này ở căng là chui vô cái thấy nó cái.